Với định hướng xây dựng các cụm công nghiệp xanh sạch phục vụ di dời mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân tại các xã có nhiều làng nghề, sáng nay tại huyện Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công động thổ nhóm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự buổi lễ. 4 cụm công nghiệp được khởi công động thổ gồm cụm công nghiệp Thiết Bình, cụm công nghiệp Liên Hà 2, cụm công nghiệp Dục Tú và cụm công nghiệp Thụy Lâm. 4 cụm công nghiệp này sẽ được phát triển theo hướng hiện đại và bền vững, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ tự động và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là các cụm công nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ mà còn kết hợp khu sinh thái hiện đại và là điểm đến du lịch làng nghề, du lịch sản xuất của thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với 43 cụm công nghiệp, trong đó huyện Đông Anh được quy hoạch 8 cụm công nghiệp với diện tích hơn 200 ha. Thưa quý vị, ước tính hiện nay Việt Nam còn sót lại khoảng 800.000 tấn bom mìn và nghi ngờ ô nhiễm hơn 6 triệu ha đất, chiếm hơn 18% tổng diện tích cả nước. Cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng vạn người là nạn nhân bom mìn và phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin. Công cuộc hỗ trợ cho các nạn nhân bom mìn chưa bao giờ ngừng nghỉ và vẫn được tiếp nối bởi những đơn vị tổ chức tình nguyện. Trong những ngày này, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn không ngừng nghỉ đến những khu vực ô nhiễm bom mìn trọng điểm trong cả nước để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ sinh kế, tặng xe đạp, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nạn nhân bom mìn, giúp đỡ nạn nhân phần nào vơi đi nỗi đau tinh thần và vật chất. Lúc đó là tôi đi khai hoang, nhưng mà gặp cái bom mìn không may là trúng bom và lúc đó tôi còn trẻ. Được cái là nhà nước, đảng nhà nước và các cái chương trình mà được hỗ trợ là cũng mừng, là đỡ bớt cái khó khăn cho bản thân và gia đình. Những phần hỗ trợ sinh kế này cũng chỉ là một phần rất nhỏ, song hy vọng có thể giúp các nạn nhân an tâm sản xuất, cải thiện đời sống. Đất nước mấy chục năm chiến tranh bom đạn thì nạn nhân chịu ảnh hưởng từ bom mìn còn rất nhiều. Hội hỗ trợ khắc phục bom mìn Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục vận động các đồng chí cựu chiến binh, các đồng chí tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu tại các địa phương để nối dài hành trình hỗ trợ này. Tổ chức thành lập thêm một loạt những cái chi hội những địa bàn trọng điểm như tỉnh Lạng Sơn, như Thừa Thiên Huế, như Gia Lai, hay thành lập hội nữa ở một số địa phương cho phép như thành phố Hải Phòng thành lập cái hội của địa phương. Thế rồi tuyên truyền vận động tiếp một số những cái nhà tài trợ tiềm năng để mà họ đồng hành cùng với mình. Nhưng cái thứ ba quan trọng nữa ấy là vận động để chính quyền các địa phương hiểu được cái việc này và trực tiếp hỗ trợ cho bà con. Hơn thế nữa, tại các điểm đến trọng điểm bom mìn, bên cạnh hỗ trợ sinh kế trực tiếp, hội còn tổ chức tuyên truyền phòng tránh bom mìn qua sách, tranh ảnh cho các cháu học sinh tại các trường học ở các địa phương, đồng thời có chương trình tặng xe đạp cho các cháu vượt nghèo học giỏi. Cháu cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được nhận một món quà rất lớn. Cháu cảm ơn người đã hỗ trợ cho chúng cháu được có được một món quà như ngày hôm nay. Nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa quan tâm đúng mức đến hậu quả bom mìn và nạn nhân bom mìn, vẫn chỉ coi họ như những người tàn tật thông thường. Song thực tế họ là nạn nhân của chiến tranh. Vì thế, việc nâng cao hiểu biết phòng chống tác hại do bom mìn gây ra, hỗ trợ nạn nhân bom mìn là những việc cần phải được tiếp tục quan tâm trong thời gian tới. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài nhiều ngày, các hoạt động văn hóa du lịch hấp dẫn được tổ chức ở các địa phương. Cùng với đó là thời tiết thuận lợi nên các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai thu hút đông đảo du khách. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh đã có trên 300.000 lượt du khách đến với tỉnh Lào Cai, tăng 167% so với năm ngoái. Trong đó khách du lịch nội địa đạt gần 300.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 9.200 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 740 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt hơn 48 tỷ đồng. Để bảo đảm an toàn và hỗ trợ du khách, các địa phương đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, đồng thời thành lập các chốt hỗ trợ du khách. Lượng khách du lịch tăng là tín hiệu vui, đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thương hiệu của du lịch Lào Cai.